Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vai trò của Hội đoàn Người Việt trong vụ xử gián điệp Việt Nam Lê Anh Tú. Đến lúc phải đặt ra câu hỏi rằng các hội đoàn người Việt Nam ở Đức được lập ra với mục đích gì? Tại sao sứ quán cứ gom các hội đoàn này vào thành tổng hội cho người Việt Nam toàn Liên bang Đức? Việc tiến hành thành lập tổng hội người Việt toàn Liên bang Đức đã được Tờ Thời báo đưa tin trước đây. Điểm qua các hoạt động của những hội đoàn người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức từ nhiều năm nay, chỉ mỗi việc nếu có việc gì trong nước cần kêu gọi đóng góp, những chủ tịch hội đoàn sẽ kêu gọi theo kiểu gõ đầu từng thành viên. Tùy theo hầu bao của họ, số tiền góp được sẽ do một vài đại diện mang đến nộp cho sứ quán, hoặc đại diện đó mang về Việt Nam dâng cho các tổ chức thuộc nhà nước Việt Nam quản lý. Các đại diện được vinh dự chụp ảnh cùng lãnh đạo ở Việt Nam. Còn tại Đức, các hội đoàn này nhậu nhẹt vào các dịp lễ Tết hay tổng kết mỗi năm một lần. Cái được duy nhất của họ là khi có thành viên trong hội qua đời, hội góp tiền của đến phúng viếng. Trong một văn bản thông báo của ông đại sứ Vũ Quang Minh về việc thành lập Tổng hội Người Việt Nam toàn Liên bang Đức, ngoài việc Tổng hội là tổ chức gom tiền từ thiện như mọi khi, có thêm mấy điểm nữa, đó là Tổng hội đại diện bảo vệ quyền lợi cho người Việt ở nước sở tại nước Đức. Đây là hình ảnh phiên tòa xét xử ông Lê Anh Tú tại Cộng hòa Liên bang Đức về tội bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành. Thế nhưng mới đây, như Tờ Thời báo chấm đê đã đưa tin về vụ xử người thứ hai tham gia bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành tại Đức. Ông đại sứ Việt Nam Vũ Quang Minh và các hội đoàn Việt Nam đại diện bảo vệ quyền lợi cho hàng trăm ngàn người Việt ở Đức không thấy ý kiến gì. Các hội đoàn này thường xuyên hoạt động theo đường lối chủ trương của nhà nước Cộng sản Việt Nam dưới sự chỉ đạo của ông đại sứ Vũ Quang Minh. Tại sao nhà nước Cộng sản Việt Nam khẳng định ông Trịnh Xuân Thành về đầu thú, nhưng nước Đức lại mang công dân Việt Nam hết người này đến người khác ra tòa xét xử vì tội bắt cóc? Các hội đoàn không thấy ý kiến gì. Phải chăng các hội đoàn này nhận thấy khẳng định của nhà nước Việt Nam là dối trá, cho nên họ không đứng ra đại diện để bênh vực cho phạm nhân Lê Anh Tú? Rõ ràng, theo quan điểm chính thống của nhà nước Cộng sản Việt Nam, thì ông Lê Anh Tú bị xử oan. Một người dân Việt Nam bị xử oan sai, không hội đoàn nào lên tiếng để bênh vực, để cho nạn nhân oan sai phải chịu cảnh cô đơn, lẻ loi trước tòa. Thì những cái hội đoàn ấy đại diện cho cái gì, giúp đỡ được ai đây? Hay là ý ông đại sứ Vũ Quang Minh là muốn lập ra tổng hội chỉ là để giúp nhà nước Cộng sản Việt Nam thu tiền? Một con mèo của ông nuôi được ông chăm bắp cho lên khoang VIP máy bay, nó hắt hơi sổ mũi thế nào, ông đều tâm sự trên trang Facebook cá nhân của mình. Thế mà hẳn một con người có gia đình, có vợ con, bị xét xử oan sai thì ông lại làm ngơ đi. Mạng người Việt Nam chẳng bằng con mèo ông nuôi hay sao đây? Đây là hình ảnh ông đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam cũng tổ chức lễ cộng đồng, phát giấy mời theo lựa chọn, số lượng đến cả ngàn người. Tiệc tùng ăn nhậu phải phỡn, thức ăn thì thừa mỡ, rượu vang rót tha hồ như suối. Quần áo thì sang trọng, hàng hiệu các kiểu, đua nhau khoe, cười nói hả hề. Nhưng phiên tòa xét xử công dân Lê Anh Tú, nếu theo quan điểm của nhà nước Cộng sản Việt Nam là oan sai, tịnh chẳng thấy mẫu người Việt Nam ở nước sở tại nào đến tòa để an ủi, động viên nhân vật này. Đại sứ quan tâm đến con mèo của ông ta hơn là công dân Việt Nam đã đành. Đám dân hội đoàn cũng chẳng kém gì, ăn thì tranh nhau tìm đến, vặn vẹo các kiểu để có giấy mời, đến xanh sang chụp ảnh khoe mẽ. Có người nói với đồng hương của mình rằng chẳng thấy ai trong số cả nghìn người kia được một lời. Đến cả báo chí cộng đồng, cái hội nhà báo gì đó cũng chẳng thấy đâu. Sự né tránh như vậy của ông đại sứ và đám hội đoàn người Việt Nam kia về góc độ nào là họ tự vả vào mặt mình vì cái tiêu chí đại diện bảo vệ quyền lợi cho người Việt. Nhưng ở góc độ khác, họ đang bóc trần bộ mặt dối trá của nhà nước Việt Nam khi tuyên bố ông Trịnh Xuân Thành về tự thú chứ không bắt cóc gì. Và ý kiến của các bạn trong vụ này như thế nào thì các bạn hãy cùng bình luận ở phía dưới. Ký tên Giáo già xứ Nghệ là tác giả và với sự trình bày của Trung Khoa Thời báo chấm đề. Bản tin vai trò hội đoàn người Việt trong vụ xử gián điệp Việt Nam Lê Anh Tú tại Đức. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cái chết khó hiểu của tư lệnh tác chiến không gian mạng. Vào ngày 29 tháng 1 năm 2023, báo chí Việt Nam đưa tin Thiếu tướng Lê Dũng, tư lệnh Bộ 86, tức Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng của Bộ Quốc phòng, đã từ trần. Đây là hình ảnh ông Thiếu tướng Lê Dũng.
nguyên văn báo đưa tin Thiếu tướng Lê Dũng từ trần như sau. Đảng ủy Bộ Tư lệnh 86 Bộ Quốc phòng và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Thiếu tướng Lê Dũng sinh ngày 5 tháng 1 năm 1967 tại xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, quê quán phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, nơi hiện nay số nhà 11 Long Phú 2, khu đô thị Vinhome Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, nhập ngũ tháng 9 năm 1984, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 Bộ Quốc phòng. Sau một thời gian lâm bệnh, đồng chí đã được các giáo sư, bác sĩ và gia đình hết sức chăm sóc, tận tình cứu chữa. Xong do bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 19 giờ 58 phút vào ngày 21 tháng 1 năm 2023 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Có điều đáng chú ý là chưa đầy 2 tháng trước khi Thiếu tướng Lê Dũng từ trần vào ngày 26 tháng 11 năm 2022, ông này đã còn đưa vào Đà Nẵng để chủ trì lễ khởi công xây dựng doanh trại cho lữ đoàn 3 thuộc Bộ Tư lệnh 86. Trong thông báo từ trần của ông có đoạn: sau thời gian lâm bệnh, đồng chí được các bác sĩ hết lòng chăm sóc, tận tình cứu chữa. Xong do bệnh nặng, đồng chí đã từ trần. Thông báo này được viết bởi một chính ủy mới được bổ nhiệm vào ngày 27 tháng 1. Đây là hình ảnh Tư lệnh Bộ 86. Ông Lê Dũng chết vào ngày 21 đến ngày 27, Thủ tướng bổ nhiệm chính ủy mới. Đến ngày 29 tháng 1, Thủ tướng điều ông Nguyễn Văn Minh Thắng từ Học viện Kỹ thuật Quân sự sang làm chính ủy Tư lệnh 86, tức quản lý về mặt tư tưởng, truyền thông của Bộ. Khó hiểu ở đây là ông Lê Dũng đang mạnh khỏe, chỉ chưa đầy 2 tháng đã lăn ra chết. Vậy thời gian nào để các bác sĩ, giáo sư tận tình cứu chữa đây? Thời gian đó chắc rất ngắn. Có thể nói ông chết vì một căn bệnh rất đột ngột, đến chính ông có khi cũng không lường tới. Tại sao phải bổ nhiệm chính ủy rồi mới thông báo về cái chết của ông? Hẳn cái chết của ông Lê Dũng là điểm bất ngờ, cho nên phải thay người quản lý về mặt tư tưởng, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh 86 không dao động tư tưởng chăng? Bộ Tư lệnh 86 là đơn vị quân đội có nhiệm vụ tác chiến trên không gian mạng, chống lại những kẻ thù mà họ gọi là lợi dụng Internet để phá hoại đất nước và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đơn vị này nắm rất nhiều bí mật quan trọng. Bộ Tư lệnh 86 được lập vào năm 2017 do Thủ tướng lúc đó là ông Nguyễn Xuân Phúc ký. Cách đây 5 ngày, đã có bài viết về Bộ Tư lệnh 86 được nhận quá nhiều đất vàng, đất mặt đường, đất khu du lịch có giá trị cao để làm doanh trại. Tờ Thời báo .d cũng đặt câu hỏi về việc nhiều đơn vị quân đội đã chuyển nhượng đất giá trị được cấp cho tư nhân chuyển sang khu đất khác ít giá trị hơn. Số tiền chênh lệch rất lớn giữa giá trị những miếng đất ấy đã vào túi ai là một câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh tranh chấp đất đai của quân đội với dân ở Đồng Tâm đã khiến nhiều người chết. Liệu cái chết bất ngờ của ông Lê Dũng có liên quan đến việc ông Nguyễn Xuân Phúc đột ngột bị bãi nhiệm hay không? Hoặc liên quan đến vụ khu đất vàng mà đơn vị ông được cấp? Hoặc ông hy sinh bởi ông đang chỉ huy chiến lược quan trọng để chống kẻ thù bên ngoài nào đó đang muốn khống chế Việt Nam qua không gian mạng hay không? Câu hỏi được đặt ra như thế. Bí mật về tài sản, về chiến lược quân sự, bí mật về những lãnh đạo cấp cao, không thể loại trừ ông Lê Dũng chết vì một trong ba điều này. Dù sao, ông cũng đã mất rồi, cũng rất mong cái chết của ông là bị một kẻ thù một nước nào đó vì muốn khống chế Việt Nam mà đã ra tay sát hại ông. Như thế, cái chết của ông không phải là từ trần vì lý do bệnh tật, nghe rất thiếu thuyết phục, mà chết của ông là sự hy sinh của một vị tướng đang lãnh đạo quân mình chống lại tấn công của kẻ thù trên mặt trận kỹ thuật, thông tin. Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận của Người Buôn Gió với phần trình bày của Trung Khoa Thời báo .de. Bản tin cái chết khó hiểu của Tư lệnh tác chiến không gian mạng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.